Sáng ngày 15 tháng 11, khu dân cư xóm Đòn, xã Mỹ Hòa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Sự chung vui với ngày hội có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả nhân dân khu dân cư xóm Đòn, xã Mỹ Hòa đã đạt được trong năm qua. Nhân dân đã đoàn kết, đồng lòng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà địa phương đề ra. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, tổ chức tốt các phong trào thi đua sáng tạo, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, mỗi gia đình, mỗi người dân cần chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng chính quyền địa phương tích cực tham gia các cuộc vận động tại địa phương, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.